Bát Tiên Truyền Kỳ phần 4, Hàn Tương Tử lánh trần tu đạo, thúc phụ gia kiểm chứng phép thần. Sau ngày bày tỏ chí nguyện của mình với thúc phụ, Hán Tương Tử cáo biệt Hán gia rồi buôn tàu non xanh nước biếc, tìm gặp Hán Trung Ly và Lã Động Tân xin theo học đạo. Quý vị và các bạn thân mến, quá trình tu tiên đắc đạo của vị tiền thứ tư là Hán Tương Tử có gì huyền bí và đặc sắc? Ngày sau đây, Minh Đức và Đông Tây Kim Cổ xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Vị tiền thứ tư, Hàn Tương Tử. Tương truyền, Hàn Tương Tử giáng sinh vào triều đại nhà Đường, thời vua Đường Hiến Tông trị vì. Tương Tử từ bé đã được gia đình thúc phụ, chú ruột là Hàn Dũ, vốn là một đại quan văn đương triều, cưu mang nuôi nấng. Hàn Tương Tử vốn khao khát chuyện tầm đạo tu tiên từ rất sớm. Tuy vậy, thúc phụ Hàn Dũ khi đó lại đang kiêm chức đại quan trong triều, văn phong nức tiếng, quyền bính nghiêng thành, nên ông ta có ý an bài cho cháu của mình theo con đường công danh khoa cử. Hàn Tương Tử nói: "Thúc phụ thì mộ công danh phú quý, còn tiểu điệt lại muốn theo học đạo thần tiên." Hàn Dũ nghe cháu nói vậy thì cả giận nạt lớn, nhưng sau cũng đành vò đầu bứt tóc mà không biết phải cưỡng cầu ra sao. Bởi mỗi người một chí hướng, ông chỉ quay ra tự than vãn rằng: "Rào sắc không tự gọt được chuôi." Hàn Tương Tử lánh trần tu đạo. Sau ngày bày tỏ chí nguyện của mình với thúc phụ, Hàn Tương Tử cáo biệt Hàn gia rồi bôn tàu non xanh nước biếc, tìm gặp Hán Trung Ly, Vân Phòng và Lã Động Tân xin theo học đạo. Một hôm, thầy cho Hán Trung Ly và Lã Động Tân rủ Tương Tử đi du ngoạn non xanh. Tới vách đá, thấy có cây đào tiên sai chữ quả. Hai người đều tỏ ý muốn bảo Tương Tử trèo lên vách đá hái đào. Hàn Tương Tử vâng lời ham hở vượt núi, leo vách đá cao vài trăm thước, trèo đào hái quả tính dâng lên sư phụ. Ai ngờ, cành đào cổ thụ bị mục gãy, Tương Tử ngã xuống, thác bỏ xác phàm, hồi sinh thành tiên. Thực ra, đây chính là tử quan mà sư phụ Hán Trung Ly và Lã Động Tân đặt ra để thử lòng và lập kế hóa độ Hàn Tương Tử. Sau khi đắc đạo thành tiên, Tương Tử trở về kinh thành tìm gặp Hàn Dũ và phát nguyện trợ duyên hóa độ cho thúc phụ của mình. Năm đó cũng đúng là năm đại hạn, hoàng đế Đường Hiến Tông có lệnh cho quan đại phu Hàn Dũ đến Nam Đàn viết sớ, lập đàn cầu mưa. Dân tình khắc khoải ngày mong đêm ngóng. Trong khi Hàn Dũ cầu mưa rất nhiều lần nhưng đều không được, ông còn đứng trước nguy cơ bị triều đình bãi bỏ, mất chức quan. Đang thời lo lắng, chợt Hàn Dũ nghe có một vị đạo sĩ bên đường lớn tiếng giao rằng: "Ai muốn mua mưa tuyết, ta bán cho." Hàn Dũ khấp khởi mừng thầm, bèn truyền lệnh cho quân lính mời vị đạo sĩ nọ tới đàn cầu mưa. Đạo sĩ vừa lên đàn dâng sớ, chỉ thoáng chốc lát, mưa xuống tràn đồng, tuyết xa đầy núi. Hàn Dũ thấy vậy, ngập ngừng nói: "Cũng không chắc tại ai cầu đào mà được mưa tuyết này. Ta cầu hơn nửa ngày rồi, có khi kết quả chỉ là chậm một chút đó thôi." Đạo sĩ vuốt râu mỉm cười nói: "Thật là mưa tuyết do tôi cầu." Hàn Dũ hỏi: "Lấy cớ nào làm chắc?" Đạo sĩ nói: "Tôi chỉ cầu tuyết xuống dày đúng 3 thước lẻ 3 tấc mà thôi." Hàn Dũ cho quân cắm thước đo thử thì quả đúng là tuyết dày 3 thước lẻ 3 tấc. Từ đó, ông ta mới ngờ ngợ tin rằng trên cao có phép thần tiên nhiệm màu. Mà cũng đâu có biết rằng vị đạo sĩ trẻ ấy là Hàn Tương Tử hóa thân để giúp chú mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đợi cho đến ngày Hàn Dũ ăn mừng lễ sinh nhật, Hàn Tương Tử mới vận đạo bào, dùng phép tiên cưỡi hạc tới đầu kinh thành rồi tản bộ về Hàn phủ chúc thọ Hàn thúc phụ. Thúc phụ gia kiểm chứng phép thần. Lại nói, ngay khi gặp được tiểu điệt vốn đã xa cách bao năm, Hàn Dũ nửa mừng nửa giận hỏi rằng: "Bấy lâu ngươi bỏ nhà ra đi học đạo thần tiên như thế nào? Làm thơ kể lại cho ta nghe thử." Hàn Tương Tử ngâm rằng: "Đã quyết chí tu trì, thần tiên chẳng khó chi.
mây xanh thường cưỡi hạc, động đá vẫn ngâm thơ. Đặt rượu trong giây phút, trồng hoa nở tức thì, lâu dài nghìn tuổi thọ, tìm độ kẻ tương trì. Hàn Dũ không tin, đập bàn nói lớn: Người cướp quyền tạo hóa được sao? Hãy đặt rượu trồng hoa ta xem thử. Hàn Tương Tử chỉ mỉm cười. Hàn Tương Tử lại rút ống sáo tấu nhanh một khúc nhạc tiên thành âm thánh thoát, mỹ diệu phi thường. Vừa dứt khúc nhạc, bèn trò ống sáo về phía trước sân nhà. Tịch. Bầy răng tần lãnh nhà đâu tá, tuyết bùa lam quan, ngựa bước chuồn. Hàn Dũ đọc thơ rồi, ngẫm nghĩ mãi mà không hiểu ý gì, gặng hỏi Tiểu Điệt mãi không thôi. Hàn Tương Tử thưa rằng: Ngày sau chú sẽ biết, bây giờ chưa thể tiết lộ thiên cơ. Nghe xong, Hàn gia kẻ trên người dưới, ai nấy đều lấy làm lạ lùng, nghi vấn. Tiệc tàn rồi, Hàn Tương Tử giã từ thúc phụ, cưỡi hạc về núi. Tương Tử cứu chú trên Tần Lĩnh. Lại nói về vua Đường Hiến Tông. Đường thời vị hoàng đế này rất sùng kính đạo Phật. Vào khoảng năm Nguyên Hòa thứ 14, tức năm 819, có một vị cao tăng bên Tây Vực sang xin triều kiến và dâng lên vua một bức tượng ngọc Phật. Vua muốn rước tượng Phật vào cung nhà thờ. Bá quan ai ai cũng đồng tình, không dám can gián. Riêng Hàn Dũ vốn tính tình cương trực, lại nhất thời đem tâm phàm mà nghĩ chuyện thần Phật, bèn dâng sớ tâu rằng: Đạo Phật vốn nơi ngoại quốc truyền vào, từ Tam Hoàng, Ngũ Đế đến vua Võ, vua Thang, vua Văn Vương, Võ Vương chưa có đạo Phật thì thiên hạ thái bình. Đến đời Hán, vua Minh Đế tiếp nhận đạo Phật vào Trung Nguyên thì nước nhà chẳng lâu dài. Sau đến đời vua Lương Võ Đế thì Phật hết lòng, nhưng vua lại bị hầu cảnh vây khốn, phải chết đói tại Đài Thành. Hà cớ sao Phật không cứu? Vậy cúi xin bệ hạ biệt đãi nhà sư Tây Vực, ban cho ngự thưởng rồi từ chối tiếp nhận tượng ngọc. Cúi xin bệ hạ y tấu, nếu Phật có linh hiền thì xin giáng họa cho thần. Vua Hiến Tông vừa xem sớ xong, tức thì đùng đùng nổi giận, truyền giáng chức Hàn Dũ, đày ra triều châu, bắt tuân ý chỉ nội trong một ngày. Hàn Dũ bị đày đến nơi hoang vắng, dòng ruồi dặm trường mấy tháng trời, ngày đêm. Đang lúc thở dài ngao ngán thì chợt thấy phía trước có một đạo sĩ cặm cụi quét tuyết dọn đường. Hàn Tương Tử chắp tay thi lễ, ân cần mà hỏi thúc phụ rằng: Chẳng hay thúc phụ còn nhớ hai câu thơ trong Hoa Mẫu Đơn ngày trước chăng? Hàn Dũ hỏi: Chốn này là xứ nào? Hàn Tương Tử thưa rằng: Đây là ải Lam Quan, núi này tên Tần Lĩnh. Hàn Dũ đi đầy lại gặp tiên. Hàn Dũ khi này mới chợt nhớ lại hai câu thơ hiện lên từ trong đóa hoa mẫu đơn trước kia. Ông ta ngẩng mặt nhìn lên chốn cao xanh, vỗ ngực than rằng: Như vậy thì số trời đã định rồi, chạy đâu cũng không khỏi. Để ta nối thêm vài câu thơ nữa cho đủ bài. Nói rồi ngâm rằng: Nhật phong triều tấu cửu trùng thiên, tịch biến triều dương lộ bác thiên. Bổn vị thánh minh trừ tệ chính, cảm thương suy hữu tích tàn niên. Vân hoành tần lãnh ra hà tại, tuyết ủng lam quan mã bất tiền. Chỉ như viễn lại ưng hữu ý, hào thu ngô cốt táng giang sơn. Tạm dịch: Sáng vừa dâng sớ lên hoàng thượng, triều đà đầy mãi tận triều dương. Chỉ mong triều chính không tệ nạn, nào quản thân già lúc quá niên. Mây răng tần lĩnh nhà đâu tá, tuyết bùa lam quan ngựa bước chồn. Biết rằng tiểu điệt tâm hữu ý, nhặt nắm xương ta gửi cội nguồn. Hàn Dũ ngâm thơ xong rồi lại đi với Hàn Tương Tử đến Lam Quan mà nghỉ. Cũng kể từ khi đó, ông mới càng thêm tín thần trọng đạo. Đêm ấy hai người đốt lửa uống trà, cùng nhau tham thiền đàm đạo đến mãi tận canh khuya. Rạng ngày hôm sau, Hàn Tương Tử đưa cho Hàn Dũ một viên linh đan, đoạn nói rằng: Thúc phụ hãy uống hoàn thuốc tiên này sẽ không lo sinh các bệnh, rồi ráng lấy khổ làm vui, không bao lâu sẽ được về triều. Nói rồi từ giã, Hàn Dũ ngậm ngùi hỏi rằng:
Nói rồi, Hàn Thương Tử từ biệt Hàn Dũ, cưỡi hạc trở về chốn Non Tiên. Hàn Dũ vốn xuất thân chốn quan trường, trước nay chỉ ưa công danh phú quý, không mấy tin vào những câu chuyện thần tiên tu luyện. Bởi thế, dù được Hàn Thương Tử điềm hóa, thậm chí đã triển hiện phép thuật cứu giúp nhiều lần, nhưng vẫn chưa chịu ngộ ra. Chỉ đến khi họa giáng nhãn buông bỏ danh, lợi, tình nhân thế mà bước theo con đường tu đạo, cũng may vẫn còn chưa quá muộn. Thế mới hay, chấp vào công danh, lợi lộc, tình cảm, vật chất, vân vân, cũng giống như dùng dây mà tự trói buộc mình, lấy tay mà tự bịt mắt sống trong vô minh, khiến cho con người ta chấp mê bất ngộ. Đã không tin vào chuyện nhân quả hữu báo, lại bất tín bất kính với thần Phật, cuối cùng tự thân lại chuốc họa vào thân vậy. Nếu không có Hàn Thương Tử nhiều lần từ bi cứu độ, thử hỏi số phận của Hàn Dũ sẽ đi về đâu? Hàn Thương Tử đắc đạo thành tiên, xem ra cũng không phải dễ. Trước đó vị thiên nhân này đã phải vượt qua những thử thách về danh, lợi, tình, buông bỏ công danh phú quý, mặc cho thúc phụ khuyên can kỳ vọng, thậm chí là nổi giận oán trách. Hàn Thương Tử vẫn quyết tâm từ giã Hàn gia, tìm đường tu đạo, trèo ngược vách đá cao trăm thước, hái đào tiền dâng sư phụ, cuối cùng ngã chết, thoát bỏ xác phàm, đắc đạo thành tiên. Việc Hàn Thương Tử nhiều lần tiên đoán đúng về tương lai và số phận của Hàn Dũ, đồng thời luôn xuất hiện tương trợ kịp thời, phải chăng đã phần nào minh chứng cho quy luật sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên của đấng tạo hóa, mà ở đó số mệnh họa phúc của mỗi cá nhân dường như đã được trời cao an bài từ trước cả rồi. Nếu như không có sự an bài này, thử hỏi làm sao người ta có thể biết trước số phận họa phúc của một người. Quý khán thính giả thân mến, phần video kể về huyền sử của vị tiên nhân Hàn Thương Tử xin tạm khép lại tại đây. Truyền kỳ về các vị tiên nhân khác trong Bát Tiên Truyền Kỳ sẽ tiếp tục giải khai cho chúng ta những sự tích và thông điệp gì. Kính mời quý vị cùng đón xem các phần video tiếp theo kể về đề tài này của Đông Tây Kim Cổ nhé. Minh Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình lần sau.